Mọi người ơi, mọi người ơi, Phúc đang có mặt ở 35 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội. Mọi người ơi, đây là một trong những góc vườn bé bé xinh xinh, căn hộ Phúc mới mua ở đây. Giá rất rẻ mọi người ơi, 120 tỷ, ai mua Phúc bán lại luôn. Đây, các cái cây này, cây nhà mình cái gì Châu nhỉ? Nhà anh nào? Đấy, nhà, mua nhưng không biết mọi người ơi. Mua nhưng không biết đấy, các loại cây lá xanh tươi trong nhà. Trời, bố trồng cây quá trời hả? Mới rửa vườn hay gì à? Vừa bác. Hoa lá. Đây mọi người ơi, người đã bán nhà cho Phúc đây. Bố Phạm Việt Tiến vừa bán Phúc căn này 130 tỷ. Phúc đang trả giá mà bố chưa có bớt. Ôi, nhà làm việc rất siêng năng nè mọi người. Hả trời. Đấy, mọi... Nào tí nha. Bố chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Bố con mình nhậu. Không nha bố. Thôi. Hai. Hôm nay mới gặp đúng không? Đây là cây hồng bố Phúc mua ở bên Singapore đó mọi người. Nhưng chuyển về đây thì nó thành hồng Hà Nội nha mọi người. Mẹ lên không bố? Lên lấy bia lên nhá. Bia gì không? Bia. Bố thích uống bia hay uống bia? Tùy bố ạ, bố làm sao thì tụi con theo. Nghe chưa? Đẹp quá. Đây con đặt tới uống chai xong con đặt tới cho nó thêm. Nếu vang thì con có chỗ đặt tới cho bố. Bia thì con không biết, nhưng vang thì con có mối đủ vang. Rồi. Để lạnh thêm một tí luôn. Chị ơi, chị cho em hai chai rượu vang ngon bên chị đi. Em đang bên chỗ Vô Tiến 25 Trần Hữu Tước, đối diện với 143 của Trần Hữu Tước. Dạ. Đâu cho mấy người đi vào. Đây em đang thăm bố Phạm Việt Tiến, mọi người thấy vừa nhậu mà vẫn ngồi theo dõi duyệt tin thời sự V1 rất nghiêm túc. Thế, xử lý cái gì không chạy lắm gì đâu. Đây Châu đây. Đó. Cho nên là chưa nghe bố đâu. Cái gì đấy xem linh tinh gì đấy. Chúc mừng năm mới bố nha. Chúc mừng sức khỏe mọi người nhé. Khi mà trước vòng 25 cả Barcelona lẫn Real Madrid đều đã áp sát Atletico Madrid trên bảng xếp hạng. Mọi người ơi, bây giờ Phúc con kệ bố đi, bây giờ bố đang bố Phúc đang kết nối được với con gái Phúc đấy này mọi người. Đây bố quay YouTube nha. Đây là con gái Phúc từ con từ ở đâu? Tây Ban Nha hay đâu? Con từ đâu? Kêu ông ngoại đi. Đẹp không? Nó coi Facebook. Vẫn qua YouTube nha, ta vẫn qua YouTube đấy. Hôm nay Phúc nó về đây nhậu với bố. Hôm nay bố mua rượu vang các thứ cho sang nhậu với bố Tiến tân niên. Rất ngon, bố kể con nghe. Đầu tiên là lườn ngỗng từ Mỹ chuyển sang Ý, chuyển về Việt Nam. Sau đó là phô mai Nhật chuyển sang Campuchia, chuyển về Việt Nam. Sau đó là xúc xích Đức chuyển sang Campuchia, chuyển về Việt Nam. Và xông thịt xông khói Ý chuyển sang Campuchia, chuyển về Việt Nam. Và thịt xịt nướng, đây con Châu đây. Châu đây. Hello trẻ. Chào Châu. Gia đình chúng tôi là xỉn mẹ nó hết rồi. Đây chồng Châu đây. Chào chị nhá, chị dạo này bơm đều trông đẹp thế. Nói chuyện bố này. Quay bố đi, quay YouTube.
già nhỉ. Bố thấy bố già lắm này. Bây giờ mày thấy bố vườn bố nhiều hoa mà không thấy mày liên lạc thì bố à? Đâu rồi? Đến nhà. Thăng lên luôn nhá. Facebook. Làm gì? Xá xô. Làm gì đấy? Mày chia sẻ với bố đi. Ok, được rồi, tí nữa em kết bạn. Em không biết đâu. Em bố hỏi mày có bầu chưa? Mày đi ở trong này vẽ các bố nhiều. Bên ý là vào mấy giờ con? Anh chơi là mười mấy năm rồi đó. Ừ. Anh vào mẹ 16 năm là chơi nó 16 năm luôn. Có nghĩa là anh cũng đi quay cái chị Trâm thì mới quen. Nó coi không? Thờ đi, cho phòng thờ, vô phòng thờ đi. Đấy. À, cho với ông thờ coi nè. À, phòng thờ. Nhà 200 tỷ nó khác chứ. Đấy. Đấy. Đẹp quá. Xong lên là đi ra sân thượng. Sân thượng. Đi ra sân thượng rộng. Có lên được vườn rau cho nó coi không? Em đi lên vườn rau cho nó coi đi. Để đây là vườn rau nè Trâm ơi. Đây là đòi lên vườn rau. Cho đấy, nó coi vườn rau lủng lẳng đây nè. Có đèn không? Bố có lên vườn rau không? Có đèn, bố có đèn không? Ngã cái gì ngay nào chả trời ơi tưới cây có mày ngã chứ bố ta không ngã Trâm nhá đây. Ở đây nè nhìn bố ta đi lên lầu này đấy. Đấy. Anh lên đi cái tớ sợ bố ngã nó có mày ngã bố ta không ngã nhá nghe chưa đúng rồi wow đây là được đây là vườn rau mà vườn rau nhá đây. Wow ôi có đèn hết này bầu ôi. Bầu đang ra quả này đây cận cái bầu nhá này có đi được bố được đấy vẫn lên thoải mái đây nhá trái bầu nhá trái bầu Trâm nhá bố vẫn coi YouTube này với Kiên này đấy. Ôi cái bầu nó bé như cái này thì không nên sờ vào chị ạ cái này nó rất là bé thôi nó như là quả ớt chỉ thiên đấy bên cạnh ấy có cả hàng xóm ấy vâng. Chào chú ạ à. Chào chú vâng. Nó hàng xóm cái bên kia chú vẫy tay chào khán giả con thế nào anh chưa ra quả chưa ra quả chưa đây đây này chú quá cho quả này đâu còn nhiều cây qua bên kia kìa bên kia kìa bên kia từ từ có trường trơn này từ từ đây bố Tiến dẫn đây. Đi nhá mọi người sau lưng là Kiên có con rể bố wow đây củ cái nhà này phải 300 tỷ bố bán 200 tỷ phí lắm bố ơi đây củ su hào này đâu củ chưa có củ chưa hào chưa lên củ à, đây là lứa mới rồi. Wow vâng ấy cái này cà chua này vâng. Trời ơi nè mọi người ơi bên kia quay ngược chua nhiều lắm bên kia qua YouTube mà sao quay ngược lại vậy trời chú em mê cái khoai của anh ở trên kia kìa su su này này không mê là để trồng được như thế cơ wow su su này mọi người ơi su su này vâng em chỉ là cameraman đây lứa cà chua thứ hai này đang lên này lên chưa bố lên rồi bên kia qua YouTube kìa cháu bắp cải đây để đỉnh cao đỉnh cao để con từ bắp cải nó là bắp cải luôn Cabrician ôi đẹp quá vậy đấy mà sao bố trồng được đây là bố ăn rồi chứ bắp cải của con cái mũ cái này rau ngót đúng không bố? Rau ngót luôn. Trời ơi. Đấy nhá, bố chị là nhận ra đây là cây rau ngót luôn. Con ơi, đây là cây rau ngót cho mẹ, bố nhận là cây rau ngót. Nhà ông ngoại con mẹ 800 tỷ mà không phải 200 nữa nhá. Rau mùi này, rau mùi này. Rau mùi. Rau mùi. Rau mùi.
con Trâm nó nôn về, nó nôn về, nó không ở Madrid nữa, nó sẽ đi về. Trời ơi, nhìn nhìn cả view cả Hà Nội. Mùng tơi này, này này, Trâm ơi, mùng tơi, Trâm ơi. Xà lách này. Sạch organic luôn nhá. Trời ơi, đẹp, bố hái ăn được rồi nè. Ừ, xà lách này. Đây này nha, từ từ bố cho con một xíu đây nha. Đây này, Trâm này. Đây này nha, hái ăn được luôn tại chỗ này. Đây đây đây. Organic Trâm ơi. Thấy chưa? Mày mày không về Việt Nam mày hối hận Trâm à. Cái gì? Nó kêu bố tèo mà đấy đây. Còn khốn nạn. Đây, quả su su này, su su. Ờ, su su to đùng này. Đấy. Wow. Có thiếu cái gì đâu. Đây nhá, su su to đùng đây nhá. Đấy. Đấy, trên này wifi lên tận trên này luôn chị ạ. Không thiếu cả mạng luôn. Nhập nhèm. Coi coi YouTube bố thêm nhé. Ừ. YouTube thì nhà ai xuống trước. Con xuống trước nha. Rồi buổi tham quan nhà bố Tiến của Phúc tới đây là xin hết. Mọi người nhớ like, share và subscribe H2 Owen MC Dư Hồng Phúc cho mọi người. Bố chào khán giả con nếu đi. À xin chào quý vị khán giả và tạm biệt nhé. Chúc mừng năm mới mọi người nha. Ok. Yeah.